Quê tôi là một vùng huyện phù sa thuộc tỉnh Thái Bình, bên con sông Trà Lý Hiền Hòa thơ mộng chảy qua. Nơi gắn liền với tuổi thơ trước đầy những kỷ niệm lưu trong ký ức tới tận bây giờ của một thằng con trai 30 tuổi như tôi. Chuyện xảy ra vào năm tôi học cuối lớp 8 chuẩn bị sang đầu lớp 9 đã làm cho tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. sau đó không phải là chuyện của nhà mình mà chỉ là cùng trong xóm, nhưng kiểu mà ở quê, dù nhà mình hay là nhà ai đi nữa, thì những chuyện nhỏ nhặt hoặc những chuyện kinh thiên động địa một đồn mười đồn từ làng trên cho đến xóm dưới và tình nhớ rất rõ xin kể lại cho mọi người cùng nghe thua ấy mặc dù đã lớn học lớp tám tôi vẫn còn trẻ con lắm vẫn chỉ ham chơi vào bài những trò nghịch dại phá làng phá xóm ở gần nhà tôi có một bác tên là bác cảnh bác này cực kỳ nghiện rượu bác uống nhiều đến nỗi mà gần như lúc nào cũng say thỉnh thoảng mới thấy bác tỉnh táo vợ con của bác thì hết lời ngăn nhưng lại đâu vào đó cho nên cũng kể bác có một sở thích là khi uống rượu bác phải ngậm một lát rồi mới nuốt bác bảo là uống rượu là phải ngậm một lát như vậy thì mới tận hưởng được hết cái hương vị và cái ngon của rượu công chính uống nhiều rượu như vậy cho nên là thân hình của bác lúc nào cũng gầy gò ốm yếu được cái lúc tỉnh thì bác rất là hiền lành và nghe lời vợ con nhưng lúc say thì bác gần như là một con người khác bác hay lè nhà và dọa bọn trẻ con chúng tôi làm cho trẻ con trong làng sợ bác như là sợ con ngáo ộp mà mỗi khi không nghe lời là thường bị bố mẹ đem ra dọa Do ở ven sông cho nên làng tôi có một bãi bồi rất là rậm Mọi người vẫn hay trồng chuối, trồng ngô và những cây hoa màu ở đó Thời ấy thì trộm cắp hoa màu cũng nhiều Cho nên là làng tôi mới họp để cắt cử người ra trông coi hàng ngày Là một điều là không có ai dám đứng ra làm cái nhiệm vụ đó Mặc dù tiền công rất cao Cuối cùng trường làng hỏi ra ai cũng sợ Vì mỗi đêm mai đó vô tình đi ngang qua cấm của ông Sáu Nên dẫn nước từ ngoài đầm qua con đê và trong đầm Để phục vụ tưới tiêu cho bà con ở đó thỉnh thoảng lại có vài cái xác chết trôi giạt vào trong những đêm trăng sáng. Thường thấy những cái bóng trắng nhấp nhô và những tiếng cười khúc khích của trẻ con. Đôi khi là những tiếng cười thê thế từ đâu vọng về, làm cho những người yếu bóng vía cũng phải bỏ xe, bỏ dép, bỏ quang gánh mà chạy trục mạng về làng. Đến sáng ngày hôm sau mới dám ra lấy. Sau gần nửa ngày hồi hộp mà không có kết quả, thì bóng bác cảnh với cái giọng lè nhà mà có lẽ là đã trở thành thương hiệu riêng của bác. Bác đi vào trên tay cầm một chai rượu giọng lè nhà rồi nói, để tôi nhận cái việc đó cho, sởi má với trả quỷ chứ Có cái gì đâu mà chỉ vẽ chuyện Tôi đây là tôi không có sợ Có giỏi thì nhát tôi đi này Mọi người nghe như vậy thì rất là ngạc nhiên Nhưng mà cũng đành để cho bác làm Vì chẳng có phương pháp gì khác cả Từ lúc bác nhận việc đó thì vừa có tiền uống rượu Mà tình hình trộm vặt hoa màu cũng giảm đi hẳn Và rất ít khi bị trộm Cho nên là bà con yên tâm lắm Làng quê tôi từ đó là yên bình Theo dòng chảy của con sông Trà Lý yên bình Nhưng để mà mị Các cậu nhà ta nói cấm sai nào giả Đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma Bác Cảnh là một người cứng bóng vía, với lại bác cũng không bao giờ biết xả. Công việc của bác thường diễn ra vào ban đêm, khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc, để trở về với gia đình bên mâm cơm tối. Nhà bác ở trong làng cho nên là tiện để cho cái công việc, cho nên bác liền lập một cái lều ở ven đê để trông coi và đỡ phải đi về. Thế rồi một ngày khi mà say rượu, thì bác thản nhiên chút bầu xả lũ ở cái bụi cây dứa gần cái cống đó. Đang xả thì bác nghe thấy tiếng bị bóm ở một nhánh của cái cống gần đó, nhánh này rất là nông nước và chỉ đến đầu gối mà thôi do bị che khuất cho nên bác tưởng đó có nhiều cá bác thản nhiên nghĩ cá ở đâu mà lại quấy nhiều như vậy đã thế thì bố mày bắt về làm mồi nhậu chơi nghĩ là làm bác đi lại cái nhánh đó nhưng mà khi lại gần dưới cái ánh trăng mờ ảo bác giật mình khi thấy rất nhiều bóng trắng đang bị bóng ở dưới đó bác liền quát lớn mà cái người kia giờ khuya rồi sao có về nhà mà ở đó làm cái gì vậy bác vừa dứt lời thì bỗng có một cái giọng nói the thé từ dưới vọng lên làm cho bác giật mình tỉnh cả rượu anh kia ở đây có nhiều cá lắm xuống bắt cùng chúng tôi cho vui ngay đến đó thì bác biết là mình gặp cái gì lần đầu tiên trong đời bác chứng kiến với cái cảnh đó cho nên là bác đứng bất động không nói nên lời bỗng bác ù té chạy về nhà mà không dám ngoái đầu lại bỏ lại đằng sau lưng nhiều tiếng gọi để ma quái sao không có ở lại bắt cá mà chạy đi đâu thế hôm sau thì bác bị ốm bác sốt rất là cao mà không biết nguyên nhân gì cả bác ốm phải mất một cả tuần trời mà không có đỡ thuốc thang đủ kiểu mà không có chuyển biến cho nên gia đình có đi xem thầy và được biết là do bác bậy vào cái chỗ không nên bậy cho nên là mới bị nó hành. Gia đình phải mời thầy về làm lễ mới yên ổn. Rồi thì bác cũng gọi bệnh, bác vẫn uống rượu và vẫn làm cái nhiệm vụ trông coi hoa màu đó. Nhưng mà bác không dám đi khuya, bác sợ rồi mỗi tối cho nên bác chỉ kiểm tra một vòng rồi về nhà ngủ, chứ không dám ngủ ở lều ven đê nữa. Hai tuần sau kể từ ngày bác bị vong treo, thì lúc này cũng đã gần sát Tết, và bác thì lo trả trên trả dưới, sắm sửa Tết cho có với người ta. Bác ở không trừ những lúc đi tuần, miệng của bác luôn lải nhải đòi rượu. Vào cái chiều 28 Tết, vợ bác sót trầm cho nên là đi mua cho bác chai rượu. Về đến nhà vợ bác đưa rượu cho bác, rồi vào trong bếp nấu bữa tối cho gia đình. Ở à trên nhà thì bác cảnh mới mang rượu ra uống, như thường lệ bác lại ngậm một ngụm ở trong miệng để thưởng thức. Nhưng mà bất ngờ là không hiểu tại sao bác lại lăn ra nhà và có hiện tượng co giật. Lúc vợ bác chạy lên đến nơi rồi hô hào hàng xóm thì bác mất, không có kịp đưa đi cấp cứu. Người thì bảo là bác bị trúng gió, người thì bảo là bác bị sặc rượu vì thói quen hay ngậm rượu của bác. Bà tán một hồi thì mọi người tản ra đi lo hậu sự cho bác. Nhưng mà bác mất vào giáp Tết cho nên là mọi người nhất trí để bác nằm trên giường như là đang ngủ, để đợi đến ngày mùng 2 Tết mới báo tàng bác. Đến chiều ngày mùng 1 thì gia đình của bác tổ chức đi xem thầy để biết giờ lo hậu sự cho bác. Vừa đến cửa nhà thầy thì bất chợt người nhà của bác cảnh bị hai con chó đen tiền lao ra cắn loạn lên. Là một điều bình thường thì con chó này nó rất là hiền, không bao giờ cắn bất cứ một ai. Thế không ổn, mọi người chỉ biết đứng ngoài cổng gọi tên của thầy chứ không có dám vào nhà. Thưa thầy, mà cổng cho gia đình chúng con, chứ chó dữ quá cho nên chúng con không có dám vào. Lúc đó từ trong nhà có một giọng chắc nịch của ông thầy vang lên. Con lưu, con kỳ, vào bếp. Lúc này hai con chó mới chịu ngưng sủa và lững thững đi vào bếp. Thầy đi ra bảo với gia đình của bác nè. Nhà có chuyện gì mà tìm tôi vào trong mùng một tết như vậy? Và có bác cảnh tiến lại gần thầy rồi nói. Dạ chẳng giấu gì thầy, chồng con mới mất cho nên là đến cửa thầy, để xem giờ làm đám tang cho anh ấy. Thầy nhìn mọi người một lượt rồi bảo, vào nhà nói chuyện đi, đứng ở ngoài này không có tiền. Thế thầy bảo như vậy thì người nhà bác cảnh mới đi theo thầy vào bên trong. Con chó nghe lời của chủ liền đi vào trong nhà, ra phía sau, không sủa nhưng mà bàn mặt của nó luôn gầm gừ. Thầy ngồi xuống rót nước và bảo cho thầy năm sinh tháng đẻ và ngày giờ mất của bác. Khi nghe vợ bác nói xong thì thầy giật mình nói, hỏng rồi, chồng chị mất vào cái giờ rất xấu. Và theo tôi thấy thì gia đình đang bị trùng tăng rất nặng phải giải cái chồng này đi càng sớm càng tốt nếu không thì tôi e là gia đình lại tăng trầm tang gia đình suy nghĩ cho kỹ ngay đến đây thì vợ của bác bật khóc rồi nói dạ thưa thầy là làm lễ có tốn kém không ạ à? Thầy liền đáp cũng khá tốn vì nhà chị bị trùng nặng cho nên là phải chuẩn bị đổ lễ rất nhiều và còn phải tiến vong anh nhà lên chùa hàm long chứ làm không có đến nơi đến trốn thì gia đình chị sẽ không tránh khỏi tăng tắc tiếp theo suy nghĩ một lúc thì vợ bác nói với thầy dạ thưa thầy thầy dạy thì nhà con xin nghe chỉ có điều là nhà quan túng quá thì xin thầy để đến hôm cúng thất 49 ngày cho chồng con, rồi là một thể à. thầy ạ. Thầy ngẫm nghĩ rồi nói, tùy gia đình thôi, chứ không thể để muộn được đâu nhé. Sau đó thầy vào chuẩn bị một ít đồ rồi theo bác gái về để lo hậu sự cho bác cảnh. Sau khi lo xong đám tang cho bác thì thầy gặp riêng vợ bác rồi nói, tôi đã làm hết sức cho gia đình rồi, nhưng mà đó chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi. Nếu mà không nghe tôi làm đến để đến chốn thì tôi không dám chắc là gia đình sẽ yên ổn đâu. Nghe vậy thì vợ của bác cũng chỉ ẩm ừ cho qua và quyết định để đến tuần 49 của bác rồi mới làm một thể. Thế vợ bác quyết như vậy thì chỉ còn biết lắc đầu rồi ra về. Khi đưa ra quyết định đó và bác có ngờ đâu là có một quyết định cực kỳ sai lầm và phải trả một cái giá rất là đắt. Thế hôm làm tuần 7 ngày cho bác và ngày cúng tuần đầu tiên của bác khi mà mọi người tức bật đang chuẩn bị đồ cúng thì tai họa bắt đầu xảy đến. Mọi người không thấy vợ của bác đâu khi làm giờ lễ cũng sắp đến gọi điện thoại cũng không được cho nên là mọi người tỏa ra đi tìm cô không thấy bác gái đâu cả thế vậy thì mới bảo là thôi bây giờ vào giờ làm lễ kẻo muộn mất giờ đẹp cho nên là để đi tìm sau tất cả mọi việc lễ đều diễn ra tốt đẹp nhưng đã ba ngày trôi qua mà vợ của bác vẫn bật vô âm tín mọi người lo lắng báo lên cả xã nhà tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy đâu đến rằng sáng ngày thứ năm vợ của bác mất tích thì ông dần khi ra tới mới lúm sau ông chồng ở ngoài bãi thì gần sáng nước lên thì đỡ mất công đi xa lấy nước vừa đến mép sông thì ông hoàng hồn với hết cả xô thùng đúng mà kêu Ôi lão nước ơi có người chết Nghe thấy vậy thì mọi người trở ra mỗi lúc một đông Đập vào mắt mọi người là xác của vợ bác cảnh Mà mấy lâu nay mọi người vẫn đi tìm Mọi người đều thất kinh Có người thì buộc miệng lại và quay đi chỗ khác để nôn thốc nôn tháo Một cảnh tượng thật kinh dị Xác của vợ bác bị buộc vào hai bao toàn là đá Cái loại bao 25 cân mà đựng thức ăn cho gà Vợ bác cảnh tên là T Xác à, của bác thì trưng phành cả lên Hai mắt lồi ra như là trước khi chết bác phải chứng kiến một cái gì đó đáng sợ lắm vì bác mất ở sông cho nên là không đưa vào nhà làm đám tang mà làm luôn ở bãi sẽ định đi mời thầy về để làm cho đám cho bác thầy vẫn phán là trùng nặng lắm nhưng mọi người không nghe và bảo thầy làm lễ cho bác gái còn lễ giải trùng thì vẫn quyết để đến 49 ngày của bác cảnh mới làm thời gian dần trôi cũng đến ngày cúng thất 7 ngày của bác tê hôm đó thì mọi người giao cho anh b là con trai của bác để đi mua lễ và mời thầy anh này đi từ sáng sớm mà đến trưa vẫn không thấy về mọi người gọi điện cho anh mà không có được cho nên là rất lo lắng đang định cắt cử người đi tìm thì có chú ở hàng xóm chạy vào nói chết rồi thằng ấy nó bị tai nạn rồi công an đã khám nghiệm hiện trường cái kìa mọi người buồn rùn trên tay không phải tin vào tai của mình nữa người nhà anh b cũng không thể khóc được vì có lẽ là nước mắt đã cạn và nỗi đau thì quá lớn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà mất đến ba mạng người lần này khi nhận xác của anh b về mọi người đã rất sợ cho nên là chấp nhận để thầy làm lễ giải trộm phải mất gần hai ngày mới làm được xong nhà bác cảnh còn lại một người con gái duy nhất Chị đó sợ quá cho nên là cũng theo người thân vào trong miền Nam. Ngôi nhà của bác thì được giao cho một người hàng xóm sang quét dọn hàng ngày và hương khói. Từ đó ngôi nhà gần như không còn ai ở và cũng chẳng ai dám bên mạng tới. Câu chuyện số 2, nhà ngoại. Như năm 1960, ở cổng nhà bà ngoại em có một cây đa rất là lớn. Cái đó là cái chợ để mọi người trong làng mua bán trao đổi thực phẩm cũng như là các vật dụng hàng ngày. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như mà không có cái ngày kinh hoàng ấy, Mẹ em kể là cái thời đó có chiến tranh, ra còn lập bốt ven sông và thỉnh thoảng có bắn vào trong làng. Và một ngày cuối thu khi mà mọi người vẫn đang họp chợ như thường lệ, thì bỗng từ đâu một cái máy bay địch thả nhầm một quả bom đúng cái giữa trạm. Bom nổ thành một cái hố thật là lớn, cho đến bây giờ thì vẫn còn cái hố bom đó, nó nằm ngay cổng của nhà mẹ em, trách về hướng tây một chút. Và làm cho không biết bao nhiêu người ra đi mà thân xác không được trọn vẹn. Người may mắn thì mất một vài bộ phận, người thì còn lại một cánh tay, người thì lại mất một cánh tay và đôi khi chỉ còn lại một cái chân hoặc là một cái mảnh áo dính vào miếng thịt. Nhà ông bà ngoại mình cũng bị bay mất một phần mái vì quá gần cái chỗ quả bom nổ. Mà sao hôm đó ông bà đi vắng, mẹ và các cậu dì em đi học cho nên là không có bị làm sao cả. Mẹ em kể lúc đó là nghe tiếng bom nổ xong thì mẹ em chạy về nhà. Mẹ em học ở trường gần nhà, chỉ có các cậu với dì em thì đi nhà trẻ ở xa. Thì chứng kiến đến một cái cảnh tượng kinh hoàng, người chết nằm la liệt, cái đà chiếc cổng cũng bị mảnh bom phản đi mất mọi vài cảnh lớn, ở trên đó thì ruột người xanh lẻ trong lùng lặng. Chứng kiến đến đó thì mẹ em ngất đi không biết gì nữa. Mẹ kể là khi tỉnh lại đã thấy nằm ở bên nhà ông Đê là em ruột của ông ngoại em. Ông bà lúc đó khi nghe tin thì cũng hối hả chạy về. Khi biết các con của ông không sao thì ông mới thở vào nhẹ nhõm. Câu thể đó cả nhà ông bà em và tất cả những ngôi nhà xung quanh đó phải chứng kiến rất nhiều các câu chuyện tâm linh mà không thể nào có thể giải thích. Cái cái hôm chợ bị dính bom thì mọi người lập tạm một cái miếu để những cái vong hồn của những người khốn khổ đó có nơi cư ngụ và không còn họp chợ ở đó nữa mà chuyển lên cái khu đất trống ở xóm bên họp từ xóm nhà bà em cho đến xóm trên thì cách nhau khoảng ba cây số nếu mà đi đường chính còn nếu mà đi qua đường của nhà bà ngoại em thì gần hơn chỉ khoảng một cây số mà thôi vì đó là đường tắt nhưng mà đi đường tắt thì đồng nghĩa với việc là phải đi qua một cái khu chợ cũ thì đó phải lo ăn từng bữa cho nên mọi chuyện rồi cũng đi vào quên lãng nhường chỗ cho những nỗi lo về cơm áo gạo tiền Thế rồi mọi người thường chọn đi con đường tắt để đến chợ cho nhanh. Và một đêm bà An ở gần nhà bà em đi chợ sớm để bán rau, vì bà còn phải về sớm để lo cho đàn con nhỏ nhóc. Bà đi chợ lúc 4 giờ sáng, khi gần đến chợ cũ thì bà thấy một người đàn ông đang mỏ mẫm tìm một cái gì đó ở gần bụi chuối. Bà đánh bảo lại gần và lên tiếng hỏi, bác cũng đi chợ sớm vậy hả? Mà bác đang tìm cái gì ở đó vậy? Có cần tôi giúp gì không? Để còn đi kéo chợ muộn. Người đàn ông đó quay lại nhìn bà, bà nhận ra đó là ông Khánh xóm trên, người mới chết vì bom nổ hôm nào mặt của bà tái mét đứng không vững nữa bà từ từ khuỵ gối xuống bất chợt người đàn ông đó nói bằng một cái giọng như là từ âm ti vọng về vâng chị an chị có thể tìm giúp tôi cánh tay và con mắt được không tôi đau quá nó không tìm được thì tôi không tìm được về nhà nghe đến đó bà an vội vàng bỏ đuôi gánh với cái thúng dao mà vùng lên chạy bắn sống bắn chết về nhà vừa chạy bà vừa niệm nam mô a di đà phật và vừa nói tôi xin bác tôi biết là bác thác oan bác làm ơn đừng nhát tôi tôi cũng cúng kiếng đầy đủ cho bác trở về đến sân nhà thì bà ăn bất tỉnh nhân sự chồng và các con của bà thấy động thì chạy ra ngoài sân cái bà đang nằm sóng xoài ở dưới sân thì vội vàng đưa bà vào trong nhà để cạo gió đến gần chưa bà mới tỉnh và kể lại cho chồng của bà nghe về cái sự việc buổi sáng nghe xong ông cấm bà đi trả sớm và cấm đi tắt qua con đường nhà bà ngoại mình sau hôm đó thì bà ăn ốm mất một tuần mới khỏi từ đó bà bảo là không bao giờ dám đi qua cái con đường đó nữa không phải chỉ một mình bà ăn mới gặp những cái thứ không nên gặp đó khi đi qua cái con đường vào buổi sớm mà gần như tất cả những ai đi qua đều phải chạm chán những thứ đó. Từ đó mọi người sợ và không ai dám đi qua con đường đó vào buổi tối, cũng như là lúc sáng sớm. Con đường càng ngày càng vắng vẻ kể cả là vào ban ngày. Quay lại chuyện của gia đình ông bà ngoại em. Từ hôm khu chợ bị đánh nhầm bom, thường xảy ra rất nhiều những hiện tượng lạ. Ông bà em đều là du kích cho nên là ông bà không sợ. Chỉ có mẹ em và các cậu các gì là sợ chết khiếp. Mẹ kể là cứ mỗi tối về khuya thì mọi người vẫn thường nghe thấy những tiếng xì xào, tiếng khóc, rồi cả tiếng cười ở ngoài đường đến gây rợn. Ông bà cấm thì các con ra ngoài vào buổi tối. Những đêm thành vắng mẹ vẫn nghe những tiếng khóc nỉ non từ trên cây đa vọng vào. Ông trời thật khéo chiêu ngươi, sống thì đói bụng, thác còn chi đây. Còn chi một tấm thân gầy, thiếu chân, thiếu mắt biết đâu mà về. Lòng giả treo ở trên cây, hận quân cướp nước, bao giờ mới nguồn. Những lúc như vậy thì mẹ và các em đều cực kỳ sợ hãi chạy hết vào trong buồng ông bà để ngủ, chứ không dám ngủ một mình ở bên ngoài. Bà lật đặt dậy thắp hương lên bàn thờ gia tiên, cầu mong gia tiên che chở cho mọi người ở trong nhà được bình an. Ngày lại ngày cứ tiếp nối qua đi và mọi người vẫn luôn phải sống trong cái cảnh sợ hãi. Rồi một ngày có một ông lão vào trong nhà ông bà em xin nước uống. Rồi ông nói chuyện với ông em một lúc rồi bất ngờ ông bảo. Chẳng giấu gì ông, tôi đây cũng biết một chút về pháp thuật và xem tướng. Từ lúc vào đây thì tôi cảm thấy cái nơi này rất là âm u lạnh lẽo. Chẳng hay là gần đây nơi này đã xảy ra cái sự việc gì mà tôi thấy là vong hồn nhiều quá và toàn là những vong hồn không còn nguyên vẹn ông em nghe thấy vậy thì kể lại cho ông lão nghe tất cả những sự việc đã xảy ra trong nhiều ngày vừa qua ông lão nghe xong thì bảo gặp nhau ở đây nó là cái duyên thế thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho những vong hồn ở đây siêu thoát để không còn việc quấy nhiễu bà con ông em cảm ơn ông lão và hỏi là cần chuẩn bị những gì để ông lập đàn tràng. ông lão bảo là ngày mai mời tất cả bà con trong xóm đến ông có việc muốn nói ông em đồng ý và ngay buổi sáng ngày hôm sau thì có một cuộc họp diễn ra tại nhà ông bà khi mọi người có mặt đông đủ thì ông lão đứng lên rồi nói. Kính thưa bà con, chẳng giấu gì bà con, tôi là một thầy Pháp. Khi mà đi qua xóm của nhà mình tôi thấy là có rất nhiều oán khí, cho nên là cố gắng hết sức để giúp bà con được yên ổn. Nghe thế vậy thì mọi người vui lắm, vì ai cũng phải sống trong cảnh sợ hãi biết bao nhiêu ngày. Nay chuẩn bị lại được yên ổn và không còn sợ khi đi qua cái con đường này nữa, cho nên mọi người rất là ủng hộ. Lúc này ông trưởng xóm đứng lên và nói, Dạ thưa thầy là được thầy giúp Âu thì cũng là cái phúc của thôn xóm chúng con, Vậy thầy cần gì cứ nói dân làng chúng con xin chuẩn bị Thầy gật gù rồi bảo Cũng không có cần gì cả Dân làng chỉ cần chuẩn bị bấy nhiêu cho tôi là đủ Rồi thầy đưa ra một tờ giấy ghi đầy đủ những thứ đồ dùng cần thiết cho ông trưởng xóm Đón nhận tờ giấy Ông trưởng xóm giáo lại cho ông xem Và một vài người nữa để đi chuẩn bị Sau khi có đủ đồ cần dùng Thì ông lão liền cười rồi nói Tối nay tôi sẽ một mình ra miếu Và ra chỗ cây đa để làm lễ Cho dù thế nào và có tiếng ai gọi cửa Thì cũng không được phép mở tất cả xóm cứ ở yên trong nhà, mọi người nghe rõ chứ? Nghe ông lão nói như vậy thì mọi người đều vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau ra về. Khi mọi người vừa bước ra cửa thì ông lão lại gọi giật lại rồi nói: những ai có tuổi dần thì ở lại tôi nhờ một chút việc. Con năm bác với một cô tuổi dần ở lại thì nói: mọi người đem số muối gạo và vôi bột đi giải quanh làng cho tôi. Không cần giải nhiều nhưng mà không được phép giải đứt đoạn như trước. Sau đó thì cầm tất cả chỗ buồn này, giáo cho mỗi một nhà một lá và bảo là dán lên cửa chính làm xong mọi việc thì mọi người có thể về luôn và không cần quay lại đây nữa thì mọi người đi đi kẻo muộn mẹ kể là sau đó ông lão ở lại nhà của ông bà dùng bữa trưa và viết rất nhiều các cái chữ hay là ký tự gì đó lên rất nhiều các tờ giấy đủ các màu đến sau này khi lớn lên thì mà mới biết, biết đó là ông thầy vẽ bùa rồi buổi tết cũng tới ông lão dặn sau này mà mọi người phải hương khói thường xuyên cho cái miếu rồi đóng chặt cửa nào rồi một mình ông với cái túi lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đi ra cái miếu và gốc đào mẹ không biết là ông làm gì ở đó chỉ biết rằng ở trong nhà mẹ nghe tiếng sấm tiếng sét ủng hoảng tiếng vù vù của gió làm cho những tán cây xào xạc tiếng cười rồi cả những tiếng khóc nỉ non ai oán hòa trộn với nhau đến giận người sáng hôm sau khi mà ông em và mọi người đi ra thì thấy thì không thấy ông lão ở đâu cả chỉ thấy cây cối sơ sát như vừa trải qua một cơn bão lớn cây đa thì cháy đen xỉ và gần như bật gốc là một điều là cây miếu vẫn còn y nguyên không hề bị sứt mẻ gì cả một người thầm cảm ơn ông lão và bắt tay vào dọn dẹp sau đó làm như lời của ông lão đã nói là thà tự cái miếu đàng hoàng và cắt hẳn ra một người để trông coi, nhang đèn cho miếu. Từ đó xóm làng quay trở lại với những tháng ngày yên bình, không còn những hiện tượng ma quái nữa. Bây giờ hố bom thì vẫn còn nhưng mà cây miếu và cây đa thì không còn nữa. Mẹ tôi bảo là khi cải cách thì cán bộ xã bảo là phải loại trừ mê tín dị đoan cho nên là cho người đập bỏ cây miếu để lấy đất xây nhà cho trẻ ở trong xóm. Còn cây đa thì ngay ngày hôm sau ông em cho người chặt xuống vì nó đã bị chết cháy. Câu chuyện số 3 Cống nước kinh dị và những câu chuyện mà dịp Ở nhà gần bà ngoại em có một con kinh thủy lợi rất là to Được mọi người đào để dẫn nước từ ngoài sông Qua cái cống số 39 Và trong đồng để phục vụ cho cái việc tưới tiêu Mới đầu nó chỉ là một con rạch nhỏ xíu Cho nên là lượng nước đưa từ sông vào trong đồng rất ít Để phục vụ tốt hơn cho việc tưới tiêu và thoát nước của bà con Thì người ta đã đề đặt ý kiến và nguyện vọng lên xã để xin nạo vét Giải phóng mặt bằng để mở rộng thành con kinh lớn như hiện nay Và đã được xã chấp nhận Ngày đầu tiên thì đoàn xe máy xúc xe cầu xe tải được điều về rất là nhiều, tới hơn chục chiếc. Sau khi làm lễ cống để xin bề trên cho đậm thổ, thì anh quân là chỉ huy công trình, ra lệnh cho chiếc xe máy múc tiến vào trong để múc nhát gầu đầu tiên để đậm thổ. Khi chiếc máy múc vừa chạm gầu xuống, thì đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ mà không ai có thể giải thích được. Chiếc máy múc tự nhiên chết máy mà không rõ lý do, mặc dù máy vẫn còn mới và được cạo bảo dưỡng định kỳ. Câu lúc ấy thì bầu trời đang hừng nắng tự nhiên tối sầm lại bóng đầu ở một tiếng sét nổ đánh ngang trời thẳng xuống gần trước mọi người đang thi công chúng ngay vào cái bụi che giả gần đó làm cho chim chóc bay náo loạn cả một góc trời khi mà mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng sét ấy thì tiếng kêu phát ra rất là ghê rợn và để mà mị vang lên của lũ chim lợn đậu ở trên cây đa gần đó khiến cho mọi người hoảng sợ nay còn hoảng sợ hơn có nhiều người yếu bóng vía thì còn lăn ra đất ngất xỉu có người thì tè hết cả ra quần thấy tình hình không ổn thì cụ huy là người cao tuổi nhất trong làng mới nói với anh quân chú quần này Tôi thấy không có ổn đâu Từ xa xưa các cụ đã bảo là chim lợn là đại diện cho thần chết Luôn mang đến những điều xui xẻo và chẳng lành gì cả Hôm nay đây chú thấy đấy Không tự dưng mà trời đang hừng nắng Thời tiết đang đẹp như vậy Mà lại chuyển sang âm u xám xịt ngay lập tức Rồi lại có xét đánh rồi lại có chim lợn ở đâu ra mà lắm thế Đầu kín cả cành đa Cho nên nghe tôi Cho anh em dừng lại đi Chứ tình hình này thì căng lắm Có thể nguy hiểm đến tính mạng của con người chứ chẳng chơi Nếu như ta cố tình cho thi cập Anh Quân liền trả lời cụ là Cô ấy cháu sợ nếu mà chúng ta dừng lại không thi công Thì sẽ chậm tiến độ mà mùa mưa bão sắp đến rồi Cho nên là sẽ rất tệ hại khi mà chúng ta không làm xong sớm Với lại cấp trên đã quyết định rồi chúng cháu không thể làm khác được đâu Nói rồi anh Quân vẫn tiếp tục chỉ huy cho đội thi công và làm việc Anh cho cậu chiếc máy múc bị hỏng ra Và điều những chiếc khác vào thay thế Thế nhưng mà cứ ở ngoài đường thì không sao Mà khi những chiếc tiếp theo vào vị trí làm nhiệm vụ Thì y như rằng chiếc nào chiếc đấy Đều bị hiện tượng y hệt như chiếc bản đầu có chiếc còn bị xì cả khói đen mù mịt ở cái buồng máy làm cho tất cả mọi người chứng kiến ở đó lại tỏ ra một sự ghê sợ và lo và lo sợ không hề nhẹ trước tình hình đó thì anh quân cứ đi đi lại lại và suy nghĩ rất là nhiều chết rồi cứ cái đà này thì e rằng không có kịp tiến độ vì gần đến mùa mưa bão rồi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con hơn nữa nếu mà không kịp tiến độ nhẹ thì mình sẽ bị cơ quan khiển trách còn nặng thì sẽ bị cảnh cáo hoặc là cách chức còn cái ghế trưởng phòng này chứ phải biết làm thế nào sau một lúc thì anh Quân cho tập hợp tất cả các kỹ sư cũng như là người có liên quan để bàn bạc và tìm cách để tháo gỡ. khi mọi người tập hợp đông đủ tại phòng họp tạm được dựng lên gần công trường thì anh Quân đứng để rồi nói: "thưa các đồng chí, thưa bà con, như mọi người đã thấy là các công việc của chúng ta đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. vậy xin mọi người cho ý kiến để ta khắc phục sự cố trên và triển khai thi công sớm tránh ảnh hưởng đến tiến độ của công trình. cả hội trường lúc này đều im phang phát vì mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình khi mà cả hội trường đang im lặng vì mọi người đang mài đuổi theo cái lối suy nghĩ của mình thì anh hòa là một kỹ sư xây dựng mới về công tác mới giơ tay xin phát biểu vâng xin mời đồng chí đồng chí cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình anh quân nói anh hòa đứng dậy rồi nói kính thưa đồng chí quân chỉ huy công trường kính thưa bà con theo những kinh nghiệm của tôi và theo tình hình thực tế tôi thấy có thể là do trước khi đưa thiết bị vào vận hành thì có thể là chúng ta chưa kiểm tra kỹ máy móc và cái trang thiết bị cho nên mới xảy ra cái hiện tượng trên vậy nên là tôi đề nghị chúng ta nên kiểm tra lại cho chắc chắn tôi xin hết ý kiến xin cảm ơn ý kiến của đồng chí hòa và còn ai có ý kiến gì thêm không ạ à? tôi tôi xin có ý kiến lúc này cụ huy là người cao tuổi nhất trong đảng xin được phát biểu ý kiến của mình dạ mời cụ ạ à. cụ huy đứng dậy rồi nói thưa anh quân thưa mọi người lão đã sống hơn 90 tuổi và lão cũng đã từng trải qua nhiều hiện tượng sự việc lạ mà không thể giải thích được bằng khoa học các cụ nhà ta có câu là có thờ có thiêng có kiêng có lành với lại cái chuyện về tâm linh thì cũng không thể đùa được theo lão được biết trước kia ở chính nơi đây có rất nhiều người anh dũng ngã xuống khi mà quân ta mở một đợt tiến công đánh vào bốt tìm ở trên xã bên với lại gần như là năm nào cũng có nhiều cái xác chết trôi giạt vào nơi đây vậy nên là lão nghĩ ta cứ mời thầy về lập đàn để vừa cầu siêu cho các vong linh ở đây và để xin các vong linh ở đây phù hộ cho công việc xuân sẻ phần vâng, xin cảm ơn ý kiến của cụ có ai có ý kiến khác không ạ à? cả hội trường đều đầm thanh hô hết anh quân đứng dậy rồi nói vâng trước hết thì cho tôi được cảm ơn ý kiến đóng góp rất quý báu của cụ huy cũng như là đồng chí hòa có hai ý kiến đã được đưa ra thì tôi xin có một ý kiến như thế này ta sẽ làm theo cả hai ý kiến trên trước hết thì tôi giao cho đồng chí hòa và đồng chí an phụ trách cái việc kiểm tra giả soát lại các phương tiện và trang thiết bị cho nó chắc chắn còn lại tôi giao lại cho đồng chí vân là thư ký cùng với cụ huy tiến hành mời thầy về làm lễ trong cái thời gian sớm nhất để khi có kết quả kiểm tra từ tổ do đồng chí hòa và đồng chí an phụ trách là ta sẽ cho tiến hành ngay mọi người thấy sao ạ à? cả hội trường vang lên tiếng hô nhất trí. Cờ họp kết thúc và ai vào việc đấy? Anh Hòa và anh An thì đi kiểm tra máy móc và trang thiết bị kỹ thuật, còn chị Vân và cụ Huy thì bắt xe đi luôn sang huyện bên để mời thầy. Chị Vân và cụ Huy đi từ sáng mà đến gần tối thì mới trở về đến công trường. Đi theo hai người là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông ông rất là nghiêm nghị nhưng cũng rất là phúc học. Cụ Huy mời ông lão vào trong hội trường uống nước rồi giới thiệu với anh Quân: Anh Quân, đây là cụ Kim, cụ ở xóm Thượng, xã Bình Minh, huyện Bên. Lão nghe thấy mọi người bảo cụ rất là giỏi và trong việc cống kiến và chấn yểm cho nên là mời cụ về. Sở dĩ lão và cái vân đây mời thầy về muộn là vì khách đến nhà thầy rất là đông. Lão ngồi chờ mãi mới đến lượt diện kiến thầy. Nghe lão nói xong về cái sự việc xảy ra vào lúc sáng, thầy bảo là cái việc quan trọng không thể chậm trễ, cho nên thầy hoãn tất cả các khách còn lại ở trong nhà thầy và đi cùng tôi về đây. Anh Quân liền đáp: "Vâng, con cảm ơn cụ, à, cụ và chị Vân đã vất vả rồi. Bây giờ trời cũng đã tối và cũng đến bữa cơm chiều cho nên là con được mặn phép hai cụ dùng bữa với chúng con. sau đó thì con xin thưa chuyện với cụ mong cụ giúp đỡ vì cũng sắp đến mùa mưa bão. nếu mà công trình này chậm tiến độ thì rất ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. chị Vân chỉ đi báo với nhà bếp chuẩn bị cơm rượu để mời các cụ nếu phải chuẩn bị cơm cho nó tiệm tất. chị Vân vâng dạ rồi đi ngay. khi chị Vân đi rồi thì cụ Kim nói với cụ Huy và anh Quân. tôi hỏi thật các vị là trước khi các vị cho động thổ các vị có làm lễ là gì chưa? cụ Huy liền nói. Thưa cụ là chúng tôi có làm lễ cúng đấy, nhưng mà thực sự là chúng tôi không biết cúng kiến như thế nào cho phải đạo. Chúng tôi chỉ biết là mua một chút hoa quả, tiền vàng, hương nến và gạo muối để cúng. Nhưng mà khi cúng thì gặp chuyện rất là lạ. Lúc đó trời đứng gió, bỏ hương chúng tôi cắm trên khúc chuối để làm lễ. Thì bóng dưng tự nhiên nó cháy phần phần mà không hiểu tại sao. Sau đó thì chú quân đầy cho anh em vào trong động thổ để thi công. Thì xảy ra chuyện mà tôi đã kể với cụ, à, mong cụ chỉ bảo thêm. Cụ Kim đưa tay vút sâu, đâm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Trước hết thì khi tôi đến đây, cái vùng đất này rất là lạnh lẽo và âm u. Nhất là cái chỗ cây đa bự tổ tràng mà các anh định cho đảo nó lên để giải phóng mặt bằng. Các anh có biết là cái cây đa đó là chỗ trú ngụ của rất nhiều vong linh không nhà, không cửa và không có người thân thích, không thả cúng. Thứ hai là lúc nãy tôi thấy anh Huy đây có nói về một số lễ và cách mọi người cúng bái. Tôi thấy là không ổn, là bởi vì thế cho nên là người âm họ mới phá, không cho các anh làm là phải thôi. Anh Quân liền phân bua. Dạ thưa cụ thì chúng con làm lễ rất đàng hoàng đầy đủ, và còn mời cả sư thầy ra làm lễ con còn trẻ người non dạ cho nên là con chưa có hiểu sâu nghĩ xa mong cụ chỉ bảo cho con cái nguyên nhân của cái sự việc và cách khắc phục được thế thì chúng con xin đợi ơn cụ à mà thôi cũng đến giả dạ cơm rồi con xin được 12 hai cụ sang nhà ăn để dùng bữa sau đó thì chúng ta tiếp tục bàn cụ huy liền nói anh nói cũng phải tôi là tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi đó thôi mời anh kim sang nhà ăn rồi chúng ta dùng bữa giờ hai cụ và anh quân cùng đi sang nhà ăn ở cách đó không xa được dừng tạm để phục vụ cho đoàn công tác Sang đến nơi thì mọi người ngồi vào bàn ăn cơm với một không khí rất trầm lắng. Không ai nói với ai câu nào. Vì bây giờ trong lòng mỗi người trừ cụ Kim thì đều dâng lên một cái nỗi bất an. Ăn uống xong xuôi thì anh Quân mời hai anh cụ sang phòng làm việc, uống nước và tiếp tục bàn về công việc. Cụ Kim liền nói. Như lúc nãy tôi đã nói với anh Huy và cháu Quân rồi đó. Chuyện tâm linh người ta không thể coi thường được. Chuyện lễ là tôi thấy là chưa có đủ. Anh và cháu cứ nghĩ mà xem. Khi mà người ta bỗng dưng phát nhà mình mà không có xin phép và không cho mình chỗ ảm mới thì mọi người cảm thấy thế nào? Trần sao thì âm vậy Khi chúng ta phá đi cây đa ở ngoài kia Công chính là chúng ta đã phá đi ngôi nhà mà bấy lâu nay Những cái vong hồn lang thang không nhà cửa nơi chú ngủ kia Và không xây cho họ một ngôi nhà mới Đồ cúng lễ thì lại sơ sả như vậy Thì bảo sao người âm người ta chẳng dẫn chẳng phá các anh Hơn nữa trước khi vào đây Tôi cũng đã để ý Những cái vong hồn kia cũng không có đơn giản Đứng đầu là một vong hồn rất mạnh Theo tôi thấy thì âm khí quanh nó rất là dày đặc Và những vầng sáng đen xỉ Tôi nghĩ là vong hồn đó là quỷ chứ không phải là còn ma Nó ở đây rất lâu rồi Vậy nên là nếu muốn yên ổn thì việc đầu tiên các anh phải xây cho tôi một cái miếu để cho các vòng hồn kia trú ngụ vào đó, khi mà ta đào cái cây đa kia. Sau đó ngày mai các anh phải chuẩn bị cho tôi đầy đủ lễ để tôi lập đàn pháp chấn niệm cái nơi này và mời đám vong kia sang nhà mới. Cụ thể là các anh phải chuẩn bị cho tôi ba can nằm lít máu trong mực, 81 khúc tre được dài 2 mét được vót nhọn một đầu và những cái đầu lễ mà tôi ghi hết ở trong cất tờ giấy này. Tất cả phải chuẩn bị xong trước giờ hợi ngày mai, tức là trước 9 giờ đêm ngày mai để tôi kịp làm lễ và giả tí Bây giờ tôi cần một phòng riêng để chuẩn bị những việc cần thiết cho ngày mai. Còn anh Huy, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi có việc cần nhờ anh. Nhận lấy tờ giấy ghi những cái đồ lễ cần thiết từ tay của cụ Kim, thì anh Quân đọc lướt qua và giao cho chị Vân đi chuẩn bị. Còn anh chuẩn bị đưa cụ Kim sang phòng của anh để cụ nghỉ ngơi, thì cụ Huy liền nói với cụ Kim. Anh bảo thì tôi xin nghe, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn nhiều việc. Bây giờ tôi cũng về sáng mai tôi qua sớm, anh có việc gì thì cứ giao cho tôi, để công ngại. Thôi chào anh Kim, chào chú Quân tôi về, Nói rồi cụ Huy đứng dậy cầm cái đèn pin ra về. Đêm hôm nay tưởng trường vẫn bình yên như bao đêm khác, nhưng nó chẳng bình yên chút nào cả. Và lúc hơn 12 giờ đêm, dù trời đã khuya nhưng mà mọi người trong đoàn có lẽ là vẫn chưa ai được chợp mắt. Phần là vì lạ nhà lạ chỗ ở, à, phần vì những chuyện kinh dị đã xảy ra từ sáng đến giờ, làm cho mọi người lo sợ. Không gian đang yên tĩnh thì bỗng nhiên là Trang trọng một cái có tiếng đập cửa, rồi tiếng rơi vỡ của xong nổi bắt đĩa ở trong nhà bếp. Mọi người đều mình bật dậy, ai nấy đều mặt mày tím tái, Lúc này anh Hòa mới run giọng nói với cậu An An à trộm gì mà tới giờ này lại ở trong bếp Có cái quái gì đó mà trộm Em cũng không biết nữa anh Có lẽ là không phải trộm đâu anh Có khi nào là những cái thứ kia không Chỗ thì chỉ là cái nghĩ linh tinh Ma với trả quỷ Trên đời này làm gì có ma Chú cứ ở yên đấy để anh ra coi xem nó là cái thứ gì Chắc chỉ là con mèo hay con chuột gì đó thôi Nói rồi anh Hòa cầm đèn pin đi về phía sàn nhà bếp Khi đến nơi anh thích nhà bếp mà toang Những tiếng loảng xoảng của bát đĩa rơi vỡ vẫn còn đó anh hòa lại gần định xoay đèn pin vào bếp xem có cái gì ở bên trong thì bỗng nhiên cái đèn nó phụt tắt anh hòa lẩm bẩm ở trong miệng cái đèn pin chết tiệt này hỏng lúc nào không hỏng mà lại hỏng đúng vào cái lúc này bị điên chứ anh hòa vẫn đi vào trong khu bếp và nói lớn ai giờ này còn ở trong bếp sao sao lại để tiếng om như vậy mà không có bật đèn đáp lại lời của anh hòa là một tiếng cười khúc khích ở góc bếp anh hòa với tay bật cái đèn điện ở bếp xem có tiếng cười khúc khích kia là gì khi ánh đèn vừa sáng lên thì đập vào mắt của anh là bóng của một đứa bé gái Bằng một bộ váy màu đỏ lỏm mặt trắng bệch một tay nó ôm một con gấu bông dường như cũ nát một tay đang lục lọi trong đống bát đĩa và xong nổi kiểu như là đang tìm đồ ăn anh hòa choáng váng và hét lên có ma rồi như đã đạt đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng anh từ từ khuỵu xuống và đứng chẳng vững miệng của anh á khẩu không nói được trên tay mềm nhũn muốn chạy mà cũng chẳng xong Theo anh hát bóng mà kia lại bật cười một cách kinh dị và cực kỳ khủng bố cái tiếng hét của anh hòa thì mọi người liền chạy lại Đúng lúc này thầy Kim cũng chạy theo. Khi đến nơi thầy ra hiệu cho mọi người đưa anh Hòa về phòng, rồi bất chợt phóng thẳng một lá bùa màu vàng và cái bóng mặc đồ đỏ, đồng thời là ngăn những cái người còn lại đứng sau lưng của thầy, không cho tiến lên và bắt đầu niệm chú. Khi lá bùa chạm vào hồn ma của đứa bé gái thì bốc cháy dữ dội. Bóng của đứa bé liền hét lên ai oán, rồi bất chợt phải tay làm cho cái lá bùa của thầy tắt ngốm. Lúc này giọng của đứa bé mới cất tiếng thẻ thế. Chỉ có vậy thôi mà cũng đòi bắt ta sao? Bóng của đứa bé cười đắc ý chưa được bao lâu, thì bỗng nhiên từ tay của thầy một sợi dây kim tuyến ngũ sắc bay ra trói chặt nó lại làm cho nó không thể nhúc nhích thầy từ từ tiến lại rồi nói nói nhà ngươi là ai mà lại đến đây tắc ai tắc quái không coi ai ra gì không khai thật thì ta đánh cho ngươi hồn siêu phách tán mãi mãi không được siêu sinh bóng ma lúc này trở lại là một cô bé đáng yêu tóc thắt bím hai bên và giọng nói thật là nhẹ nhàng không còn thê thế như lúc ban đầu nữa dạ bẩm thầy con tên là uyên con hưởng dương 11 tuổi, nhà con ở bên kia sông Trà Lý. Sau một lần người lớn đi vắng con ở nhà một mình nên buồn, lúc đó bạn con rủ con ra bờ sông nghịch cắt. Không may con bị trượt chân rồi chết đuối, gia đình có tìm được xác của con, nhưng mời thầy về làm lễ không đến nơi đến trốn, cho nên con không về nhà được. Con phải lang thang đói rét và hay bị lũ mà ở chỗ cây hồng bên kia sông bắt nạt. Không may có chỉ tiền đánh đuổi lũ mà đó và cứu cho con không phải làm kiếp ma sa. Hơn nữa chỉ còn cho con về ở cùng chị ở cây đa ngoài kia mà con mới có chỗ nương thân để cho người nhà làm lễ đón về. Nhưng cho đến nay đã 5 năm qua, mà có lẽ chẳng ai đoái hỏi đến con. Tại vì con đói quá cho nên con mới vào đây để tìm đồ ăn và làm kinh động mọi người. Thầy cho con xin lỗi, con biết lỗi rồi thầy đừng có đánh con mà tội nghiệp. Ngay đến đây thì mọi người thay vì sợ, bây giờ lại thấy tội nghiệp cho đứa bé. Nó còn quá nhỏ chưa được hưởng hết sự yêu thương của cha mẹ thầy cô. Chưa được biết cuộc đời tươi đẹp thì đồng một cái đã trở thành hồn ma vất vườn bị đói bị rét mà ai cũng biết đó là đông không biết từ bao giờ những người đứng đó lại rưng rưng hay dòng lệ xót thương cho một kiếp người lúc này thầy mới ôn tồn nói ta thấy con rất là đáng thương hơn là đáng trách thôi còn hãy theo ta về cửa chùa nghe kinh mà tu tập để sớm được đầu thai làm người mà không phải là một vong hồn vất vưởng con thấy sao bóng của đứa bé thút thít vừa khóc vừa nói dạ bẩm thầy như vậy thì tốt với con quá con không mong gì hơn vậy nhưng thầy ơi con vẫn còn chút băn khoăn con đi rồi ở nơi đó còn có chị Tiên Còn các bạn cho nên con không đành lòng đi thầy ạ à. Ta biết Con cứ nghe ta đi tụ tập trước Còn chị Tiên và các bạn con Thì ta hứa sẽ giúp hết sức mọi người Gặp được con ở chùa Được tu tập để cùng con đi đầu thai làm kiếp người Con đồng ý chứ Dạ thầy nói vậy thì con xin nghe Ơn của thầy kiếp này con không có cơ hội báo đáp Vậy để kiếp sau con xin được báo đáp cho thầy Thầy nghe xong rồi thu lại sợi dây kim tuyến Đồng thời thầy lấy ra một lá bùa khác Nhưng nó màu xanh thì liền bảo Bây giờ ta sẽ thu con vào đây cho an toàn. Ngày mai khi xong việc ta sẽ đưa con về chùa. Nói rồi thầy lầm bầm trong miệng một hồi mà không ai nghe thấy gì cả. Bất chợt thầy hét to. Thu! Sau tiếng hét của thầy, bóng của cô bé mà dần, mà dần, rồi hóa thành một làn khói nhạt bay vào lá bùa. Thầy thu lại bùa bỏ vào trong túi rồi bảo với mọi người. Thôi, ở đây không còn việc gì cả. Các anh, các chị đi về nhà ngủ, mai còn rất nhiều việc cần phải làm. Nghe thầy nói như vậy thì mọi người chào thầy rồi tán ra về, ai về nhà đấy. Từ đó đến sáng rất yên bình và không xảy thêm bất cứ một hiện tượng nào nữa. Sáng hôm sau khi những ánh bình minh đầu tiên vượt ló dạng thì cũng là lúc mọi người bắt đầu dậy. Mỗi người một việc, người thì chuẩn bị đồ ăn sáng, người thì đi chuẩn bị những đồ lễ mà thầy yêu cầu. Ăn sáng xong thì cụ Huy cũng rời đến nơi. Cô chào hỏi mọi người chào cụ Kim và nói. Mọi người vẫn ổn cả chứ, đêm qua tôi thấy cực kỳ buồn chồn và nóng ruột không hiểu tại sao. Suy nghĩ về sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày hôm qua mà tôi lo cho các anh chị lắm. Cũng may là có anh Kim ở đây cho nên là tôi cũng đỡ lo phần nào. Cảm ơn cụ chúng con không sao cả, vẫn rất là khỏe. Chỉ có điều là đêm hôm qua xảy ra chút chuyện, may mà có cụ Kim ở đây chứ không chúng con cũng không biết xoay xả thế nào cả. Cậu Kim liền bảo, thôi thì bây giờ không còn sớm, các anh đi chuẩn bị đổ lễ ngay cho tôi. Phải cẩn thận và không được để thiếu bất cứ món đồ gì đã biết chưa. Mọi người sau đó nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, Đứng nhìn mọi người tản đi hết, cậu Kim quay sang nói với cụ Huy. tuy với anh lại bàn thằng kia ngồi nói chuyện, tôi có chút việc muốn thưa với anh. Nói rồi hai người cùng nhau đi lại chỗ có bộ bàn ghế để uống nước dưới bóng mát của cây xoài cổ thụ. Vừa đi cụ Kim vừa kể sơ qua một lượt sự tình đêm hôm qua cho cụ Huy nghe. Cụ Huy vừa nghe vừa đăm chiều suy nghĩ. Đến khi hai cụ ngồi yên vị nơi bàn uống nước thì cụ Huy để nói. Nghe anh kể mà tôi cũng thấy lo cho bọn trẻ. Chúng nó còn trẻ lắm, lắm đứa thì tin vào khoa học cái gì cũng đòi giải thích bằng khoa học đứa thì không tín tâm không tin vào tâm linh đấy như nhà tôi đó năm đứa con mà đứa nào cũng không chịu tín tâm đứa nào cũng vô thánh vô thần chỉ có như tôi và anh đều là những người đã từng trải cho nên mới hiểu hết được những vấn đề về tâm linh anh nói đúng bọn trẻ bây giờ nó không như chúng ta nghĩ đâu chúng có cách suy nghĩ của chúng mình có cách suy nghĩ của mình mình không thể ép chúng theo suy nghĩ của mình được mà tôi thấy sự việc từ hôm qua đến giờ không đơn giản như chúng ta nghĩ sáng sớm nay tôi đi một vòng để quan sát phong nguồn chúng ngủ ở cây đa ngoài kia rất đông hơn nữa thủ lĩnh của chúng không phải là dạng bình thường tôi đã già rồi sức lực cũng chỉ có giới hạn e là sức tôi không thể đấu lại cái bọn chúng anh xem còn cách nào không mình thì già rồi sống này chết mai không quan trọng quan trọng là khi mình đi rồi những người ở lại con cháu của mình rồi sao thế nên là khi còn hơi thở là mình còn làm việc đôi khi chỉ là những việc nhỏ thôi nhưng mà giúp ích được cho xã hội cho xóm làng và cho các con là tôi thấy vui rồi anh ạ à, cách thì không phải là không có cách nhưng phải mạo hiểm và phải làm đúng cách Chứ nếu không thì không chỉ tiêu vong mạng Mà dân cả cái làng này cũng khó sống yên ổn Đầu thì tôi đã chuẩn bị đầy đủ Nhưng mà thiếu mất một món quan trọng nhất tôi đang phải đau đầu Anh nói xem thiếu thứ gì Biết đâu tôi lại có thể giúp được anh Chẳng giấu gì anh cái món còn thiếu là 9 đồng tiền ngũ đế Có nó mới làm đồ sức mạnh của tự kia duy yếu Lúc đó thì tôi mới có thể thu phục được Nhưng mà biết kiếm đâu ra 9 đồng tiền ngũ đế bây giờ Trước kia tôi cũng có 9 đồng như vậy do sư phụ để lại nhưng mà trong một lần tôi được mời về thu phục một con yêu ở trong núi của một huyện thuộc tỉnh Hòa Bình. Lúc giao tranh tôi phải dùng chính đồng tiền ấy để hủy đi thân xác và hồn vía của con yêu đó. Thế nên bây giờ tôi không kiếm đâu ra cả. Bất chợt cụ Huy đánh đất vỗ đùi một cái rồi nói. Tưởng gì chứ cái món ấy thì tôi có, anh không phải lo. Chả là thời cụ tôi có làm thầy pháp cho nên có. Cụ truyền lại cho ông nội tôi, ông lại truyền lại cho bố tôi. Bây giờ tôi là người đang giữ nó và đang để thờ ở nhà thờ họ. Ngày đến đây mắt của cụ Kim liền sáng lên không giấu nổi sự vui mừng. Thế thì tốt quá rồi cảm ơn anh Bây giờ thì tôi yên tâm rồi tôi nay tụi bay có mà chạy đằng trời Thưa anh ngồi đây để tôi chạy ô về lấy Coi như là một việc giúp làng xóm Và cũng là tích đức cho con cháu Nói rồi cụ Huy đi ra lấy xe đạp trở về nhà Cụ Huy tuy ngoài 90 Nhưng mà cụ vẫn còn rất minh mẫn Rất là khỏe Hầu như ngày nào cụ cũng đạp xe đi thăm con cháu Một lúc sau cụ Huy đi ra Trên tay cụ là một chiếc túi gấm rất đẹp Cụ đưa túi cho cụ Kim rồi nói Tôi bỏ nó vào trong này anh ạ à. Anh xem có đúng là anh cần không cái túi đừng mở ra làm cho cụ kim choáng váng trời ạ à, tôi có nhìn nhầm không vậy đây không chỉ là tiền ngũ đế mà nó còn được đúc bằng đồng đen ngoài sức tưởng tượng của tôi lúc trước chính đồng tiền của tôi chỉ được đúc bằng bạc thôi và pha thêm một chút hợp kim mà tôi đã thấy nó có uy lực lắm rồi mà bây giờ thấy đồng tiền của anh như này thì không biết là uy lực của nó còn khủng khiếp tích cỡ nào Cụ kim cứ mải ngắm báu vật mà không để ý đến cụ huy ngồi đối diện một lúc sau cụ huy cất tiếng nói thì anh cất đi bây giờ anh xem còn gì phải chuẩn bị không để tôi bảo bọn trẻ làm giờ dạ không phải là lúc để ngắm. À, coi như là công việc ổn rồi, bây giờ tôi xin phép anh vào vẽ đốt mấy lá bùa để tối nay còn sử dụng. Nói rồi, cụ Kim bỏ những đồng tiền ngũ đế vào chiếc túi gấm và mang vào trong phòng. Bây giờ tối, tất cả mọi đồ dùng cần thiết đã được đưa về tập kết tại căn phòng họp của công trường. Cụ Kim đi một vòng kiểm tra và hài lòng lắm. Vậy là tất cả đã đủ, sẽ chỉ chờ dần lành là ta xuất phát. Đêm nay tôi cần 9 người tuổi dần đi theo để hộ đàn còn lại phải ở yên trong phòng, nghiêm cấm đi ra ngoài. Nếu có ai gọi thì cũng không được trả lời. Nếu không nghe tôi có chuyện gì xảy ra là tôi không gánh được đâu. Mọi người nhất trí nghe theo lời của cụ. Mới 8 giờ tối mà phòng ai cũng cửa đóng then cài và tắt điện đi ngủ, trong đó có mẹ em. Chỉ còn lại chín thanh niên tuổi dần là đi theo cụ vào trong phòng để cụ phổ biến cách thức hộ đàn và những phương pháp xử lý tình huống khi có sự cố xảy đến. 11 giờ 30 thì cụ Kim và chín anh bắt đầu xuất phát. Mẹ kể là không biết đêm hôm đó cụ và chín người kia đã làm những gì. Chỉ biết là đêm ấy gió giết rất lớn kèm theo sấm chớp đồng đoạn rồi những tiếng khóc cười thét thét cửa ra vào và cửa sổ cứ đập ầm ầm phòng của mẹ toàn là chị em phụ nữ cho nên là yếu bóng ví cho nên mọi người không ngủ được mà cứ ngồi ôm nhau run cầm cập có cô còn sợ đến phát khóc mãi đến sáng rồi mọi người cũng mới thiếp đi khi đi là như thế chín người đi cùng với cụ kim ấy vậy mà khi trở về chỉ còn lại tám người cụ kim thì trông thật thê thảm áo quần thì rách hết trong cụ già đi thêm vài tuổi với một khuôn mặt xanh xao và hốc hắc mọi người ai cũng lo cho cụ có cô có chị còn khóc vì thương cụ. thấy cụ kim động viên mọi người với một cái giọng thều thảo ngay chứng rất mệt mỏi. mọi người đừng có lo lắng, tôi không sao. cũng chỉ vì tôi quá coi thường địch, vì trong tay tôi có bảo bối là chính đồng tiền ngũ đế mà cụ huy cho mượn, cho nên mới mất đi một mạng. nhưng mà tôi cũng đã siêu độ hết lút tiểu quỷ ở đó. chỉ có điều là con nữ quỷ cầm đầu kia quá mạnh, hiện tại pháp lực của tôi chỉ có thể phong ấn nó lại tại cây đà đó mà thôi. hiện tại mọi người có thể làm việc bình thường, nhưng mà hãy nhớ đừng bao giờ động vào cây đà đó phải xây ngay cho tôi một chiếc miếu ở ngay gốc đà để nó có chỗ mà tu luyện nó sẽ không phá mọi người đến đâu à mà lát nữa mọi người ra chỗ cây đà hướng tên nằm đó để đem cái sắt thẳng nam về chôn cất kẹo tội cho nó nó đã vì tôi mà hy sinh để cứu tôi một mạng nói đến đó thì cụ kim xin phép đi về luôn và nhà anh quân trả lại cho cụ huy chín đồng tiền ngũ đế mọi người muốn giữ cụ lại để cụ nghỉ ngơi cho đỡ mệt vậy là để cảm tạ cụ và mời cụ bữa cơm trưa nhưng mà cụ không chịu cuối cùng anh quân đành phải cho người đèo cụ về tận nhà khi thấy cụ đã được đèo đi khuất sau dạng cây, thì anh quân cho mọi người ra công trường bắt đầu làm việc. Sẽ đến nơi đập vào mắt của mọi người là một khung cảnh hoang tàn sơ sắc, như là vừa mới trải qua một trận bão lớn kinh hoàng. Cây cối thì ngả nghiêng siêu vẹo, cây đà thì không biết làm sao mà bị cháy sẽ mất phân nửa. Nằm trong một vạt cỏ dập nát là xác của anh Nam. Mọi người lặng nhìn mà không cầm được nước mắt. Anh nằm đó mà đôi mắt vẫn mở lớn, như trước khi đi anh phải chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ sợ hãi. Hạ Anh vẫn muốn ngắm nhìn cuộc sống vì anh vẫn nối tiếc cái tuổi thanh xuân còn đang già, biết bao hoài niệm mà nay đã vội vàng khép lại. Thân xác của anh thì chi chít vết thương và đâu đó vẫn còn dì máu. Mọi người đưa anh về trong một không khí tăng thương, ai cũng lặng lẽ, cũng sụt sồi rơi lệ và thương tiếc. Anh quần cho mọi người nghỉ thêm một ngày để lo hậu sự cho anh Nam, cho trọn vẹn tình nghĩa. Sau ngày hôm đó thì mọi người bắt tay và thi công và cũng không gặp phải bất cứ một sự cố nào rồi cái cống và một con kênh to đẹp được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong sự vui mừng phấn khởi của bà con mọi người vui vẻ hăng say lao động mà không biết được rằng trước những cơn bão lớn luôn là những khoảng trời bình yên năm năm sau khi cái cống và con kênh được đưa vào sử dụng thì bắt đầu xảy ra nhiều hiện tượng lạ ngày xưa có rất nhiều tôm cá đặc biệt là ở nhiều cái khu vực gần cái cống chứ không như bây giờ cho nên là những lúc nông nhàn rảnh rỗi là mọi người lại rủ nhau đi bắt những con cá con tôm để cải thiện cho bữa ăn của gia đình Gia đình nhà bác Văn cũng vậy Bác sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ để đi đánh bắt không là được nhiều thì đưa vợ đi chợ bán Hôm được ít thì để lại ăn Rồi một hôm như thường lệ sau bữa cơm chiều Là bác trèo con thuyền nhỏ đi răng lưới thả câu Đêm đó trăng thanh gió mắt Thời tiết rất đẹp Bác hy vọng sẽ đánh bắt được thật nhiều cá tôm Để mai cho vợ đem đi bán Cái tiền đóng học cho mấy đứa con Thả hết mấy tay lưới Răng hết mấy chục cái cần câu Bác nhận nha cho thuyền áp sát vào bà Rồi lấy thêm một điếu thuốc ung dung mà nhà khói bỗng phía xa bắc thấy có một con cá chép vàng to tướng từ dưng bật một phát từ dưới kênh lên bãi khoai nước gần đó bác mừng hốm và nghĩ bụng con cá to như vậy lộc chỉ một đống như thế thì tội gì mà không lấy con cá đó mà bán đi chẳng phải được một mớ tiền đó sao nghĩ là làm bác liền điều khiển con thuyền dần tiến lại chỗ con cá đang mắc cạn bác đâu có ngờ đó là một quyết định sai lầm nhất cuộc đời của mình mà không bao giờ còn cơ hội để sửa chữa ở nhà bác khi đã gần 5 giờ sáng mà bác vẫn chưa về và bác lo lắng trong lòng thì như lửa đốt Vậy thường thì 9 giờ tối là bác Văn bắt đầu dòng thuyền ra đi, cho đến khoảng 3 giờ sáng là bác về, để kịp cho vợ bác mang đi bán. Vậy mà hôm nay gần 5 giờ mà vẫn chẳng thấy bác Văn đâu cả. Đang lo lắng không biết phải làm sao, thì vợ bác thấy có tiếng gọi rất lớn ở ngoài cổng. Bác tất cả chạy ra, thì ngoài đó là bác mạnh gái ở xóm trên. Có bà con họ hàng với nhà bác vừa đập cửa ầm ầm, vừa gọi vừa nói với bác bằng cái giọng gấp gáp và hoảng loạn. Thím Văn, thím đi nhanh ra ngoài cống số 39 đi, chú Văn nhà thím có chuyện gì đó. Nghe nói chuối bị ma dìm, sáng ngày tôi tính đi chợ sớm để còn phụ ông nhà tôi làm đốt cái mảnh vườn khi tôi đi ngang qua cái cống đó Thì đông người cho nên là tôi tò mò ghé vào xem thì trời ơi chú văn nhà ta người ướt như là chuột lột và đang được người ta được cấp cứu kìa chẳng kịp nghe hết câu thì vợ có bác văn hoảng loạn vừa khóc vừa chạy tục mạng hướng thẳng ra cống số 39 mặc cho bác mạnh gái vừa chạy theo vừa kể lệ ra đến nơi và bác thấy bác vẫn đang nằm đó ướt nhẹp gần đấy là một đống lửa to đồng mà mọi người đốt lên để sưởi ấm thế chồng như vậy thì bác liền oà khóc rồi nói anh văn anh làm sao thế này anh có mệnh hệ gì thì em biết con phải biết làm sao bác hồng nhà ở gần đó thấy vợ của bác văn cứ vật vã khóc lóc cho nên là tiến lại gần vỗ vai rồi động viên chị cứ bình tĩnh đi chồng chị không sao cả anh ấy chỉ bị lạnh quá cho nên là ngất mặt thôi về nhà thấy quần áo sưởi ấm cho anh ấy ai một bắt cháu nóng là tỉnh nghe vậy thì vợ bác cũng nguôi ngoai và không khóc lớn như lúc ban đầu nhưng mà bác vẫn thút thiết và cảm ơn mọi người rồi nhà mọi người đưa về nhà Lúc này bác Vân người đầu tiên phát hiện ra bác Vân vẫn không giấu nổi sự hoang mang khó hiểu của mình. Bác oang oang nói chuyện với mọi người. Sáng nay tôi đi chợ sớm, không hiểu sao đến đoạn này thì tôi mót đi vệ sinh. Tôi liền mò ra mé kênh để giải quyết, thì gặp cái nhà anh Văn này đây. Gớm không biết là cái ông Văn này bị làm sao, mà tôi thấy cứ ngồi dưới nước đến tận cổ. Hỏi không nói gọi không thưa, thế vậy tôi mới hoảng hồn hô hào ẩm ý. May là có nhà anh Hồng đây nghe thấy chạy ra vứt lên, chứ tôi thì chịu. May sao mà không có bị được gì, âu thì cũng là trong họa có phúc đó. Bà mặc đằng sau những tiếng xì xầm to nhỏ và bác nhờ mấy anh thanh niên đứng xem đó đưa bác văn về Phải đến nhà và bác thay quần áo cho bác rồi thoa dầu cạo gió mà đến lúc trưa bác văn mới tỉnh lại và bác có hỏi thì bác bảo thì hôm qua vừa thả lưới với răng câu đang ngồi hút thuốc lào vặt thì thấy con cá chép vàng bự tổ chẳng nó bật lên cái bãi khoai nước tôi tính chạy lại bắt nó nhưng mà vừa chạm vào nó thì tôi hoa mắt không biết gì nữa tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở nhà rồi thế rồi bác văn làm giả ốm thuốc thang các kiểu gia đình đưa đi hết việc này viện nọ nhưng bác không hề thuyên giảm nửa tháng sau rồi thì bác mất sau sự ra đi của bác văn thì ở trong xóm có thêm năm người nữa cũng có sung một số phận với bác được vớt lên tại đúng cái chỗ mà bác văn thấy con cá chép vàng bật lên một sự trùng hợp đến khó tin làm cho mọi người dẫn lên một sự nghi ngờ và lo sợ mọi người trong làng quyết định cử đi mời ông thầy kim năm nào đã giúp đội xây dựng trấn điểm cái cây đa cô kim này đã già lắm rồi nhưng mà cụ vẫn còn rất minh mẫn vừa xuống xe cụ liền giật mình âm khí ở đâu mà lại lắm như vậy cụ đưa tay liền bấm đốt rồi bất chợt cụ thốt lên hỏng rồi mọi người đưa tôi về ngay lại cái chỗ đa mà năm nào tôi đã chấn điểm nhanh lên cả không có kịp đâu đến nơi chỗ cây đà thì cụ kim đi một vòng kiểm tra rồi hốt hoảng nói thôi chết rồi không biết cái đứa nào cột châu vào đúng cái cọc mà tôi chấn điểm rồi quan châu đã làm gãy hẳn một cái cọc vô tình giải thoát cho cái vòng mạng nữ mà tôi đã chấn điểm ở đây bây giờ nó đã mạnh hơn rất rất nhiều đã vậy nó đã bắt được sáu mạng người rồi chỉ còn một mạng nữa thôi thì không thể diệt được nó thật là đại hỏa Nghe đến đây thì mọi người đi theo cụ Kim sợ hãi khóc vang cả trời. Cụ động viên. Mọi người bình tĩnh đi, ta vẫn còn cơ hội. Nhưng mà sức tôi này là e đã cạn rồi. Một mình không thể thu phục được nó để tiêu họa cho bà con. Tôi cần phải đi một chuyến mời sư huynh của tôi về đây. Để kết thẩm thì tôi may ra mới xong việc. Sau thời gian tôi đi vắng thì không ai được phép đi ra ngoài trời tối và giữa trưa. Hãy nhớ kỹ lời tôi dặn. Ngoài ra tôi sẽ phát cho gia đình mỗi một lá bùa để dán vào cửa chính. Nó sẽ không làm được gì. Nói xong cụ Kim đưa ra cho mọi người một sấp bùa và dặn phát cho mỗi nhà một lá. Xong xuôi cụ bảo anh thanh niên đưa cụ ra bến xe để bắt xe đi gặp sư huynh. Ba ngày sau thì cụ Kim về đến làng vào lúc buổi chiều tả. Đi cùng cụ là một ông lão với vẻ mặt quắc thước và có phần dữ dằn. Biết tin cụ về cả làng đổ xô ra đón, ai cũng mừng mừng tuổi tuổi khi mà vị cứu tinh của làng đã trở về. Người ta mời hai cụ vào trong nhà văn hóa thôn để nghỉ ngơi và hỏi hai cụ về cái cách xử lý cái thứ kia. Khi hai cụ đã yên vị ở ghế thì cụ Kim bắt đầu giới thiệu. Thưa mọi người, đây là sư huynh của tôi, huynh ấy tên là Huỳnh, vất vả lắm tôi mới gặp được và mời huynh ấy về đây để giúp đỡ bà con. Có huynh ấy cùng với tôi ở đây thì bà con có thể hoàn toàn yên tâm, may là tôi với huynh ấy vẫn còn kịp về. Nghe vậy thì những nỗi lo lắng và sợ hãi của mọi người biết bao ngày qua đã phần nào được giải tỏa. Lúc này cụ Huy cũng có mặt chung vui với mọi người, cụ thấy mặt mọi người trong làng mời hai cụ về nghỉ ngơi và dùng bữa tối là để bày tỏ tấm lòng của bà con với hai cụ, là muốn hai cụ có thời gian nghỉ ngơi để lấy sức tối còn ra trận. Mọi người cứ ngỡ đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng vì đó là một trận chiến một mất mật còn giữa người vi quỷ, giữa chính và tà. Nhưng không, đó là một đêm yên bình đến lạ kỳ. Mẹ em kể là do sợ và không được ra khỏi nhà, cho nên là mẹ cũng không biết những gì đã xảy đến. Chỉ biết rằng sáng hôm sau khi mà mẹ và mọi người sẽ đến nơi, thì không biết hai cụ đã đi từ bao giờ. Cây đa và cây miếu thì vẫn còn đó. Từ thân cây đa có những vệt nhựa màu đỏ như là máu chảy ra nhưng mà đã khô lại. Mọi người hiểu là con ác quỷ đã bị tiêu diệt và từ đó trở đi khu xóm nhà bà em trở lại yên bình như vốn có có một làng quê Bắc Bộ. Cho đến tận bây giờ là vào năm 2019, những con người từng chứng kiến cái sự kiện năm ấy đã lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng. Thế nhưng mà cây đa, cái cấm con canh và cả cái miếu thuở nào vẫn còn đó, như là để minh chứng cho những thế hệ con cháu sau này biết về những gì mà ông cha ta đã từng trải qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.